Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay bé Bự trở vào bếp để share với các bạn một cái món ăn mà nhanh gọn lẹ nữa nha. Đó là cái món cơm rang seafood mà rất là healthy nha các bạn. Nói cơm rang rồi nói seafood nữa mà healthy thì cũng hơi khó phải không? Nhưng mà hôm nay bé Bự vào bếp làm cơm rang mà với cái rice cauliflower, cái này là cái bông cải trắng đó các bạn. Đây là cái bông cải trắng mà người ta đã xay ra nhuyễn rồi. Cái này á, cái gói này á, mình mua ở bé Bự mua ở Costco á các bạn. Mình mua mà bắp cải thường ở ngoài á, thì cũng khó có mà organic lắm, nhưng mà cái này á, nó nói là organic. Và thành ra cũng mình mua như vậy cũng dễ dàng cho mình luôn, nó xay ra nhuyễn luôn. Rồi cái này là 1 pound nha các bạn. Thì kế đến là bé Bự có là scallop với lại tôm. Rồi mình cũng có hột gà nè, rồi đậu bé tí bo. Cái này là bacon mà nó xay ra nhuyễn rồi đó các bạn. Cái này cũng mua ở Costco luôn. Rồi bé Bự có là đậu hũ. Mình cũng pha trộn vừa chay vừa mặn, nhưng mà mình ăn cái này hầu hết là rau củ nhiều hơn. Dạ, thì bây giờ bé Bự sẽ xắt cái phần rau củ nha. Bé Bự có một cái bắp quay rồi đây. Cái này hồi kỳ đó bé Bự đi lên New York đó, lên lên nhà của con gái, rồi con gái nó làm cho bé Bự ăn, bé Bự thấy ngon, bé Bự nói để khi nào mà bé Bự về nhà bé Bự sẽ share với các bạn đi. Rồi hành ngò mình cũng sắc để mà một chút đó mình bỏ vô cơm, khi mình rang cơm xong rồi mình bỏ vô cho nó thơm nha các bạn. Dạ, với lại cho nó có màu sắc luôn. Rồi tới đậu hũ. Đậu hũ thì mình cũng xắt cục vuông vuông. Cái này mình cũng xắt hột lựu luôn. Ớt này mình cũng bỏ nó vô đặng cho nó có màu sắc đó các bạn. Thay vì mình rang cơm mà mình rang bằng gạo, mình ăn bằng cơm thì nó nhiều chất đường, thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình làm cơm rang cũng ngon lắm các bạn. Cái kế tiếp là mình sẽ cái này mà cái nào nó lớn quá thì tôm thì mình sẽ cắt khoanh nha các bạn. Dạ. Cái cauliflower này nó làm cái vỏ cho pizza nữa đó nha các bạn. Dạ. Thế đủ hết. Cái này thì lớn quá mình cắt ra làm đôi. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi. Mình cho chút tiêu vô đây. Rồi bây giờ mình mở cái lò lên, mình mở cho cái chảo nó nóng thì mình sẽ chiên trứng. Mình cho chút xíu bột nêm chay vô đây. Mình cho chút xíu bột nêm chay vô đây luôn. Mình cho chút đường. Mình sẽ cho dầu vô. Rồi bây giờ là chảo nóng rồi. Chảo nóng rồi thì bây giờ mình chiên trứng nha các bạn. Đó.
Rồi, trứng chín rồi thì mình sẽ đổ ra. Đó. Cho tỏi vô, bây giờ mình cho tỏi vô. Rồi á, cái mà mình không nãy bé Bự quên, bé Bự có cắt một chút xíu gừng để mà mình xào cái seafood cho nó thơm á các bạn. Cho nó bán cái mùi seafood á. Tôm với cái này á mình bỏ tí tỏi vô một lượt để mà khi á mà tỏi mà nó vàng rồi á thì là cái seafood của mình nó chín. Mình mua cái gói rice cauliflower mình để trong tủ lạnh á, cái khi nào cái mình nhiều bữa nay cái mình muốn ăn cơm rang cái là mình lấy ra một túi là mình bỏ vô trong lò hâm á, mình hâm 3 phút thôi nha các bạn, rồi mình đổ ra rổ là nó ráo là nó giống y như vậy đây. Dạ ngon lắm nha các bạn. Dạ mình khi mà mình thấy mà cái tỏi mà mình bỏ vô trong này mà nó vàng á là lúc đó là mình bảo đảm là cái seafood của mình nó chín. Dạ chứ mình đừng bỏ tỏi trước nha các bạn, mình bỏ tỏi trước á, tỏi tới chừng mà cái này nó được á thì tỏi nó khét à. Dạ rồi cái này tỏi nó vàng rồi thì giờ mình cho đậu hũ vô nè, mình cho đậu hũ rồi mình cho cái bacon vô. Dạ yeah. Mình cho chút xíu bột nêm chay vô nha các bạn. Dạ yeah. Rồi xong rồi á là mình sẽ được rồi, giờ mình sẽ cho cái này nó vô đây, vô hết trong cái này. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút dầu vô, chút dầu rồi mình cho tỏi rồi mình cho hành vô luôn. Tỏi với hành mình phi cho nó vàng. Cái món này mình cũng có thể làm mà đi party cũng được nha ha, ở nhà mình có tiệc trà cũng được nha các bạn, rất là dễ ăn. Yeah. Mình cho cái hành nó hơi vàng chút xíu nha. Cái hành trắng này ăn rất là, hành tây này ăn rất là good nha các bạn. Mình cũng có thể ăn sống là mình trộn gỏi rồi mình bóp gỏi rồi còn như mà mình không muốn ăn sống thì mình xào cái xào đậu mình cũng có thể bỏ vô rất là ngon nha các bạn. Bây giờ cái này nó vàng rồi thì bây giờ mình bé Bự sẽ cho cái cơm vô. Dạ yeah. Cho cái cơm vô. Đó, cho cái cơm vô. Cho cái cơm vô rồi cho cái đậu vô. Các bạn thấy giống cơm rang không? Giống quá ha. Rồi mình cho bắp vô nè cho nó có màu, màu sắc. Dạ yeah. Đó. Đó, giống người không? Dạ yeah. Thì cái này nó là một phao nha các bạn, cái này nó là một phao
thì mình sẽ cho nó là một muỗng muỗng bột nêm chay như vậy là vừa nha các bạn. Dạ. Mình không có nêm gì, bé bự thì không thích xào cái này, không thích nêm cái gì hết. Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê lưng đường. Rồi vậy là xong rồi. Dạ, không có nêm gì nữa hết. Các bạn thấy chảo công rang của mình nó có hấp dẫn không? Đó. Mình trộn lên. Cái đậu bé tí bo với cà rốt này mình cũng mua ở trong frozen luôn nha các bạn. Rất là tiện. Dạ. Rồi. Mình sẽ cho ớt vô. Đó. Cho ớt vô. Ăn nó phải ngon mà còn phải đẹp nữa, phải không các bạn? Nha. Cái này là tùy theo khẩu vị của mình nha. Bé bự thì bé bự thấy như nêm nếm như vậy là vừa rồi. Bây giờ bé bự thử lại coi coi nó có vừa hay là không nha. Nếu nó không vừa thì mình sẽ nêm thêm cái bột nêm chay. Dạ. Rất là ngon. Rồi khi mà mình ăn á, nếu mà ai mà muốn ăn mặn á thì mình thêm một chút nước tương với lại sa tế nha các bạn. Dạ. Đó. Thật ra thì mấy cái này là nó cũng đã chín hết rồi. Rồi mình xào cho nó thấm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái nhân vô nghe các bạn. Bỏ tôm, bỏ trứng, bỏ đậu hũ rồi vô. Dạ. Đó. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy cái dĩa cơm rang của bé bự có ngon không? Rất là ngon. Mình dầm cho cái trứng gà cho nó nhỏ ra một chút. Đó. Quá ngon. Rồi, rồi á, kế đến á là mình sẽ cho hành với ngò vô rồi mình trộn lại thôi. Hành với ngò mà bỏ vô á là mình tắt lửa nha các bạn. Và mình muốn cho cái màu sắc, cho nó giữ cái màu sắc luôn á, nó không bị bầm á. Rồi bây giờ là mình nhanh tay là mình sẽ đổ ra thôi. Cái bự sẽ đổ nó ra cái gì á. Rồi mình cũng sẽ cho một nhúm hành lên đây để mà mình để cái bông cho nó đẹp, phải không các bạn? Đó, các bạn thấy sao? Có ngon không? Các bạn thấy sao? Cái dĩa cơm rang mà rice, cauliflower với lại seafood của bé bự có hấp dẫn không? Mình cũng cho một cái rau hành ngò lên hen. Rồi xong rồi mình cho một cái bông lên, rồi mình cũng cho tiêu lên nè. Đó, mình cho tiêu lên. Dạ, yeah. Mình cho tiêu lên. Rồi á, mình cũng sẽ cho một cái dĩa nước tương nha. Mình cho một chút sa tế lên. Dạ, yeah, cho một chút sa tế lên. Đó. Rồi á, thì khi mình ăn, nếu mà mình thấy nó hơi lạc ha, mình thích ăn như vậy thì mình cũng cho thêm, mình chan thêm chút nước tương vô. Rồi bây giờ bé bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé bự chào.